A là dòng lớn ha. Thì cái dòng A này nó sẽ cắt được cho anh em mở, xin lỗi anh em, nó sẽ tuốt dây được cho anh em những cái size kích thước nhỏ nhất là 0.5, 0.5, 0.8, 1.3, 2.0, 3.3 và 5.3. Tức nghĩa là cái cây này nó là phổ thông đó, anh em hay xài những cái lỗ lớn như thế này. Và dòng này phía trên này nó có chức năng kẹp mình, nhưng mà kẹp này là kẹp hở, anh em nhìn đi, nó sẽ có một cái khoảng hở chứ không phải là nó khích khình khịch đâu. Anh em nhìn đi, nó hơi dễ hở nhẹ thôi, anh em bóp sát vô thì nó thì khích nha. Sát vô thì khích nè, chứ nó không hở lắm đâu, sát vô thì khích nè, đúng không? Anh em nhìn thấy cái khoảng trống không? Không có đúng không, tuyệt vời không? Và cắt chỗ này thì cực kỳ bán luôn. Chỗ này anh em cắt kép được, cắt cáp được, nó hơi mài, nó hơi cong lên, nên là mình đưa cái sợi dây điện vô, đặc biệt những sợi điện mà dẹp dẹp á hoặc là tròn á, anh em cắt rất là sướng, anh em cắt rất là sướng luôn. Thì mẫu này tôi cũng không cắt được cho anh em lý do gì nè, nó anh em á, lý do tại sao tôi không dám cắt á, thì khi mà cắt nó sẽ có cái dấu này nè anh em, cái mặt bên này á, thì không có dấu đâu, nhưng mà nó sẽ có dấu cái mặt bên này nè, cái rìa phía bên này nó sẽ có dấu, nên là tôi cắt ở đây thì cái dây nó chạm lên nó sẽ bị có cái rìa ở đây đó, nó tạo cái dấu cắt à. Và cái dấu cắt này thì nó sẽ làm giảm cái giá trị của sản phẩm xuống. Vậy hàng này hãng người ta gửi cho mình chứ không phải là mình mua đó anh em ha, nên là mình thấy kỹ.